Kính thưa quý cô chú, anh chị em, hôm nay Tuyết Già lên đây xin chia sẻ một chủ đề: bàn tay cắt đứt nhiều quá, đúng không? Cái bàn tay mà nó xấu xí, nó nhăn nhiều, nó cắt đứt rất là nhiều. Đó, thì nhiều khi quý cô chú, anh chị em hoặc các bạn trẻ cũng muốn xem cái bàn tay của mình, đúng không? Ôi sao mà nó cắt đứt nhiều quá vậy, không có biết đường nào mà xem luôn. Thì những cái bàn tay này là những bàn tay gì? Những bàn tay đa số nha, chứ không phải là bàn tay nào cũng vậy. Những bàn tay này là những bàn tay họ có tâm Phật. Họ có tâm Phật. Nói chung là họ nói về công danh á, thì coi như là họ giống như họ rất là không có cũng như là nó yếu xìu. Nói tới nói chuyện công danh là họ không có mạnh dạn á, đại khái là họ không mạnh dạn. Mà rủ họ đi chùa thì họ đi nhanh lắm, đại khái là vậy á. Giống như rủ họ làm ăn á là bắt đầu là họ suy nghĩ luật nhân quả gì tùm lum hết trơn luôn. Cái bàn tay mà nó cắt đứt nhiều quá, thì khi mở cái bàn tay ra thì đường tâm đạo, trí đạo, mạng đạo của cái bàn tay cắt đứt nhiều, đa số là đường tâm đạo, trí đạo, mạng đạo. Ba đường đa số là rất là đẹp, đường nào cũng đẹp hết, nó cũng thẳng thẳng không, đa số, nhưng không phải ai cũng vậy, là đường nào nó cũng hả, cũng như nó thẳng băng là rất là đẹp. Rồi xong rồi nó đường nó cắt tùm lum hết trơn. Thì cái bàn tay này đa số đó, cũng có người sanh trong một cái gia đình rất là giàu, mà cũng có người sanh trong một cái gia đình rất là nghèo, nói chung là đủ hết luôn. Thì cái bàn tay này là bàn tay sắp sửa đủ duyên để sắp sửa mãn hạn, mà cái kiếp trần để khiến xui cho cái bàn tay này phải đi tu đó. Mà ai có bàn tay này á thì bây giờ là bảo đảm luôn, niệm Phật ăn chay rất là nhanh đó. Mà nhiều cái đường cắt quá không biết coi, đúng không? Thì trước tiên cái bàn tay này á là mình xem cái gì? Mình xem mắt, mũi, miệng, đúng không? Lỗ tai. Rồi xong, rồi mình xem gì nữa? Xem một ruồi son có không? Đó. Thì á lỗ tai, mà nếu mà lỗ tai chuột nhỏ quá thì là chắc chắn 100% là mình không có giàu rồi. Không có sách nào mà để lỗ tai chuột giàu hết trơn. Thí dụ như mình có may mắn, cái phước báo mình là cái tuổi đây từ 1 đến 30 mà mình may mắn mình trúng số, đúng không? Thì cái lỗ tai này là tay mỏng, tay nhỏ, mà tại sao trúng số hoặc là mình làm gì đó nó giàu kết xù thì mình sẽ hưởng từ đây đến đây đó, thì nó giàu rất là sớm, nó giàu rất là sớm. Nhưng mà cái lỗ tai chuột mỏng quá thì cái đường mạng đạo, phải xem lại cái đường mạng đạo nha. Cái giàu này rất nguy hiểm, bắt đầu nó không thọ mạng đó. Nó không thọ mạng thì có hưởng được cái sự giàu có không quý cô chú anh chị em? Thì như thế không tính là giàu đó. Tự nhiên cái tiền mình mà đem mình mang vô trong người mình, cũng như mình làm giàu mình nhận tiền, không lẽ giờ mình đem cục tiền mình đi xài liền, đúng không quý cô chú anh chị em? Mình cũng phải để dành đó và xài từ từ, cái đến tuổi 40, 50, 60. Nhưng mà cái lỗ tai mình, lỗ tai chuột, lỗ tai rồi gọi là thất tướng. Mà bây giờ mà cái gói tiền á, là cái gói tiền của kiếp trước của mình là ở đây, từ 1 đến 30 tuổi rồi nó giàu quá đó. Rồi bắt đầu ha, giữa chừng á là nó không có được thọ mạng. Rồi cuối cùng thì bắt đầu nó sẽ yểu tướng, nó sẽ không có xài được cái gói tiền đó luôn đó. Cho nên cái lỗ tai chuột không bao giờ mà có chuyện mà giàu, giàu càng nguy hiểm đó. Cái lỗ tai mà nó mỏng, mà lỗ tai chuột nó rất là nguy hiểm nha quý cô chú anh chị em nha. Cái đó là mình cần phải là tu tập cho nhiều. Rồi cái bàn tay cắt, nếu mà mình biết rằng bàn tay mình đã cắt nhiều rồi, đúng không, thì mình tinh tấn. Mà nói chung là cái người mà bàn tay mà đã cắt đứt rồi á, ai mà sở hữu bàn tay cắt đứt rồi á, chắc có lẽ trước già không nói, chắc giờ quý cô chú anh chị em ai cũng đang tinh tấn hết trơn luôn. Nói thật, tự vì bàn tay này, bàn tay rất có duyên với Phật Pháp, rất có duyên với Phật Pháp. Những cái đường nghiệp nó vô rất là nhiều, nó làm cho cuộc đời á, cuộc đời của cái người sở hữu bàn tay cắt đứt này nè tùm lum hết trơn luôn.
nó nếm đủ mùi vị hết luôn, từ gia đình, từ xã hội, từ chồng. Cho nên có chồng cũng khổ, mà có con cũng khổ, mà đàn ông có vợ cũng khổ. Tất cả những cái gì bàn tay cắt đứt này nè, nó hạnh phúc rất mỏng manh, hạnh phúc nó rất là mỏng manh luôn. Hạnh phúc bằng hai hàng nước mắt chan cơm, bàn tay cắt đứt, đúng không? Bằng hai hàng nước mắt chan cơm. Nếu ai mà sở hữu cái bàn tay đã cắt đứt nhiều quá mà khuôn mặt sáng sáng một chút thì cuộc đời nó còn đỡ đỡ một chút nha. Còn nếu mà bàn tay nó cắt đứt, mà bàn tay nó hổm, bàn tay nó trơ xương đó, rồi á, những cái đường mà định mệnh, những cái đường mà mạng đạo, trí đạo nó xấu, nó xấu mà nghiệp nó nhiều, nó nghiệp nó nhiều, không có cái đường vận may vận thì không có đường tiền tài, rồi bắt đầu á, mũi mà hở nữa, hoặc là tay không được dày đó, trán thì thấp, là cái đó rất là khổ, rất là khổ. Khổ về đường đời, nhưng mà giàu về đường tu. Những người như vậy thì tu rất là nhanh luôn. Đó, có nhiều cái bàn tay như vậy á, là người ta, có nhiều người ta không biết á, rồi người ta sẽ nói rằng: ôi sao tôi khổ hoài, tu đi, cái bàn tay cắt đứt này tu là hưởng phước dữ lắm luôn, hưởng phước nhanh hơn luôn á, rất là nhanh luôn. Tự nhiên cái bàn tay là bàn tay có số đi tu mà. Tiết già nói thật luôn á, ai có bàn tay này bây giờ cũng vậy luôn. Mà tướng số á, mà viết sách á, là người ta viết một cái quyển sách á, mà người ta bán á, là người ta phải có những cái công đoạn rất là người ta có cái những cái tác giả viết sách ra, đúng không? Rồi đâu có bao giờ người ta dám viết sai bao giờ. Viết sai rồi bán ai mà mua, mà không có nhà sách nào mà chấp nhận, mà nhận bút hay là chấp nhận cái quyển sách của mình hết đó. Cho nên trong sách không bao giờ viết sai. Sai là sai như thế này nè, nó đi vào những cái chuyện gì, thí dụ như mình phải coi cho thật là rõ. Tại vì cái vầng trán của cái anh đó, cái chị đó, nó rất là rộng cao, cung quan lộc nó rất là tốt, cho nên cái anh cái chị đó giàu rất là sớm. Cái mình xem mình nói: ô sao mà cái lỗ tai mỏng lép mà sao giàu vậy đó. Rồi xong cái lỗ tai nó quá mỏng đi, rồi gặp cái mũi nó hở lên nữa, thì á, bắt đầu nó ra những cái chuyện nè, bắt đầu nó ra tiền, nó sẽ ra tiền đó, nó cũng vô mà nó ra đó. Còn cái người mà cái lỗ tai mà dày đầy đặn như thế này, đúng không, mà người ta giàu thì người ta giàu rất là bền luôn cả cái mạng, cái thọ mạng của người ta luôn đó. Nó bền vừa tài vận mà bền thọ mạng. Bởi vì nhiều khi á, mình coi tướng số đó, mình coi là phải coi cho nó kỹ, coi cho nó kỹ từng coi nè, từng cung một đó. Chứ tự nhiên mình coi một cái không là cũng không có xác định đúng đó. Mà nếu cái nào thất tướng á, là cái đó dứt khoát phải đúng như sách vở thôi. Dù giàu hả, dù mà tướng nghèo, mà bây giờ mình làm ăn có tiền, đúng không, thì bắt đầu mình thấy như thế nào, lớn lên chút xíu là mình rơi vào cái chuyện gọi là nó sang một cái trang khác liền luôn đó. Cho nên á, cái đó người ta gọi là bởi vì tại sao ngày xưa đó là ông bà ta nói là còn nhỏ quá không nên giàu, là cái chỗ đó, còn nhỏ quá là giàu sớm không tốt đó. Lại bắt đầu nó không có thọ mạng, tức là có nhiều người quý vị thấy nổi tiếng dễ sợ luôn, vậy mới 30, 20, 30 gì lên đường rồi làm sao, đâu có hưởng, là cái gói giàu sang không có hưởng được. Cho nên Tiết già xin chia sẻ ở đây á, là để cho quý cô chú anh chị em cùng với Tiết già tu tập, chứ mình không có hơn thua gì ở đây hết, đúng không? Tu tập để mình hưởng một cái cuộc đời mà rất là hạnh phúc sung sướng. Thì cái bàn tay cắt đứt này, quý cô chú anh chị em xem lại, nếu quý cô chú anh chị em tu tập sớm, nhanh lắm, nhanh, rất nhanh, nhanh hơn cái bàn tay lá nghe luôn, nhanh lắm. Tự vì cái bàn tay này là bàn tay rất tin Phật Pháp. Hãy người nào tin nhân quả thì sẽ hưởng được cái phước lành nó rất là nhanh đó. Còn người nào mà không tin thì cuộc đời bắt đầu nha, trung vận nha, là bắt đầu nó chao đảo rồi đó, nó chao đảo. Nếu như trường hợp mà luật nhân quả mà không tin thì quý vị có thấy rằng tự nhiên tôi đi xây chùa cao chi vậy,
Rồi có nhiều người lại cả trăm cả ngàn lại làm chi vậy, đâu có ai rảnh làm chuyện đó đâu, đúng không? Đó mà những người mà không tin lực, không có tin bói toán là không tin luật nhân quả. Tự vì trong đây nó có luật nhân quả lâu luôn. Mà kỳ này là kỳ gì? Kỳ 3. Kỳ 3 là kỳ gì? Kỳ tam kỳ phổ độ chúng sanh. Nếu ai tu thì được phước rất nhanh, còn nếu ai không tu thì nghiệp cũng nhanh luôn. Nghiệp coi như là rất nhanh nha quý cô chú anh chị em nha. Hiện tại giờ tất cả quý sư quý thầy là coi như những quý sư quý thầy mà trị bệnh đó, đúng không? Hầu như là đã ngưng trị bệnh rồi đó. Tức là như gì? Cái nghiệp của người, của hiện tại bây giờ đó, cái kỳ ba này là cái nghiệp người ta là phải để cho người ta nhận đó. Cái nghiệp người ta là để người ta nhận, mình đừng bao giờ mà cản. Cũng như vậy, Tiết Già nói một cái ví dụ về cho quý cô chú anh chị em nha. Ví dụ như giờ quý cô chú anh chị em có 500 đô đi, đúng không? Mà quý cô chú anh chị em mà để đó người nào mà lấy của mình đó hay là gì đó phải không? Thì quý cô chú anh chị em rất là buồn, tiền nó mất mà mình buồn lắm. Nhưng mà cái người lấy đó đó, nếu như á không phải kỳ ba này á, không phải là kỳ tam kỳ phổ độ này, thì cái người lấy đó kiếp sau người ta mới trả lại cho quý vị, đúng không? Nhưng mà kỳ này không có đâu. Kỳ này là coi như là nghiệp nó vô là tại chỗ, là làm luôn, là nhanh luôn. Để làm chi biết không? Để cho nhân loại mới hiểu đó. Nhân loại mới hiểu, tự nhiên cái kỳ này là cái kỳ kết thúc rồi, không có còn bao lâu nữa hết á, là coi như cái kỳ mà nghiệp là phải trả thôi, là kỳ này trả nghiệp rất là nhanh luôn. Cho nên ai mà không tin nhân quả đó nha, là phải cố gắng nè, cố gắng mà phải tu tập đi, chứ đừng có không tin nhân quả thì rất là nguy hiểm đó. Tiết Già nói vậy đó. Tiết Già, tại vì Tiết Già rất thương quý các bạn trẻ, quý cô chú anh chị em, ai cũng biết cái vấn đề mà nhân quả hết trơn. Còn các bạn trẻ nhiều lúc ham vui, nhưng giống như Tiết Già ngày xưa vậy, đúng không? Mình đâu có biết gì đó. Rồi người lớn người ta nói mình, nó trời ơi, nói gì nghe mắc cười quá, đúng không? Thì khi lớn lớn lên á, khi mà cái lúc mà nhân quả nó tới á, thì lúc đó mới hiểu. Lúc đó cái sự đau đớn đó, nó dằn vặt, nó tai nạn, nó đủ thứ đó. Lúc đó mình mới hiểu ra luật nhân quả là như thế. Thì cái bàn tay cắt đứt này nó rất là dễ, nó rất là dễ, đường tài vận nó rất là dễ hiện lên. Thì ai ngày hôm nay có bàn tay cắt đứt mà đã niệm Phật, đã trì chú rồi, đã ăn chay rồi, thì xem lại bàn tay của mình đi quý vị ơi, nó vui lắm quý vị ơi. Cái đường tài vận hả, trời, nó mọc lên hết hồn luôn, hết hồn luôn. Còn nếu mà những đứa bé sanh ra mà nó đã có sẵn rồi nha, nó đã có sẵn những cái đường mà tài vận, những cái đường mà may mắn, những cái đường định mệnh của cuộc đời rồi, thì những đứa bé đó là lớn lên là nó sẵn như vậy, là nó đi luôn. Tự vì cái này nó có sẵn rồi. Mà đa số những cái người mà sanh ra, những đứa bé sanh ra mà nó có những cái đường tài vận như thế đó hen, thì những đứa bé đó rất là ngoan, rất là ngoan, tự nhiên nó ngoan nghe nè, đúng không? Rồi nói gì nó cũng rất là nghe lời. Còn những đứa bé mà nó không có đường tài vận á, thì nó nghe nó hơi bướng bỉnh chút xíu, nói nó cũng không có nghe lời. Tại vì cái số phận của đứa trẻ đó, nó rất nhiều cái nó rất là hay. Còn nếu mà được bàn tay cắt đứt là bàn tay gì? Bàn tay có số đi tu. Nó cái số mà có duyên với Phật pháp rất là nhanh á. Cái đường đến Phật pháp nhanh lắm. Nếu mà mình tu thì mình sẽ hiện lên đường tài vận. Đó, đường tài vận nó rất là nhanh, chỉ có vậy thôi. Trong sách để, chứ không phải mà Tiết Già tự nhiên mà biết. Đúng không? Làm sao mà Tiết Già biết được? Tiết Già phải học, phải nghiên cứu mấy chục năm, rồi học thêm nữa, học hoài, học mãi luôn. Cái này nó hơi giống như là nó hơi khó, nó rất là khó. Tại vì có những người cũng gửi lại, có con gái Tiết Già cũng thử Tiết Già nha, tự nhiên đi gửi hình, gửi bàn tay lại cho Tiết Già xem. Cái người nào nghèo, Tiết Già nó nghèo, giàu Tiết Già nó giàu, này giàu nha, này nghèo nha, này nha. Thì con gái Tiết Già nó, ủa sao mẹ biết? Thì trong sách chứ đâu. Đó, chứ Tiết Già đâu có giỏi. Giống như là mình đi học bác sĩ, ủa sao cái ông đó bác sĩ cũng giỏi dữ vậy, thì ông đi học chứ đâu. Nói chung là vậy đó.
Rồi mình tại sao mình biết tiếng Anh đúng không? Thì đi học chứ đâu, nó đơn giản gì đâu quý cô chú anh chị em, nó cũng không khó lắm. Hôm nay Tuyết Già chia sẻ để ai có cái bàn tay cắt đứt nhiều quá, để cùng với Tuyết Già tu tập để mình hưởng được những cái đường tài vận nó rất là nhanh. Tự vì Tuyết Già cũng có cái bàn tay cắt đứt rất là nhiều, mà hôm nay cái kết quả tu tập của Tuyết Già là Tuyết Già đã hưởng rồi, cho nên Tuyết Già thấy rất là hay. Mà Tuyết Già lên đây chia sẻ đi quý cô chú anh chị em cùng với Tuyết Già tu tập nhé. Video đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều. Hẹn quý cô chú anh chị em gặp lại video tiếp theo.